visa khẩn cho thân nhân người Việt bị trúng bom khủng bố sang Ai Cập. Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ cấp thị thực visa khẩn cho thân nhân của những du khách Việt gặp nạn trong vụ đánh bom khủng bố để sớm sang Ai Cập. Thông tin từ Bộ Ngoại giao sáng nay 29 tháng 12 cho biết, vào lúc 18 giờ 15 ngày 28 tháng 12 năm 2018 đã xảy ra một vụ đánh bom tại Cairo, Ai Cập. Đoàn xe chở 15 khách du lịch Việt Nam của Sài Gòn Tourist đã trúng bom làm 3 người tử vong, 12 người bị thương, trong số 10 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện và 2 người bị thương nhẹ đã được đưa về trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chăm sóc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã đến hiện trường và tới bệnh viện Al-Haram nơi điều trị các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và nắm tình hình. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi và chia buồn với các nạn nhân. Đại sứ Trần Thành Công đã làm việc với Bộ trưởng Du lịch và Bộ Y tế của Ai Cập, đề nghị có biện pháp hỗ trợ điều trị tích cực cho các nạn nhân bị thương và tạo thuận lợi để giúp công dân Việt Nam sớm trở về nước an toàn. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ cấp thị thực visa khẩn cho thân nhân của những người bị nạn để sớm sang Ai Cập phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân Việt Nam. Một 152 người lợi dụng du lịch để bỏ trốn ở Đài Loan là làm nhục quốc thể. Liên quan đến vụ việc 152 du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan, Trung Quốc, trao đổi với phóng viên báo, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội cho rằng đây là điều rất khó chấp nhận. Đây là một điều rất là đáng buồn vì đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế và cũng có thể nói là việc 152 du khách lợi dụng du lịch để bỏ trốn là làm nhục quốc thể, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói. Ông Nhưỡng nhìn nhận, trong vụ việc trên có thể thấy rõ hai vấn đề. Một là ý thức công dân của ta rất kém, bởi vì kém cho nên mới tìm cách lợi dụng đi du lịch để bỏ trốn ra nước ngoài một cách bất hợp pháp. Hai là cơ quan quản lý nhà nước cũng cần xem lại đã làm tròn vai trò trách nhiệm của mình chưa. Cụ thể ở đây là phải tuyên truyền quản lý làm sao để cho người dân phải đề cao lòng tự tôn dân tộc, đề cao quốc thể. Tôi cho rằng ở đây cần phải xem xét ở cả hai khía cạnh. Cả khía cạnh bản thân người dân phải có trách nhiệm như thế nào đối với đất nước và đất nước cũng phải có trách nhiệm đối với người dân ra sao. Về trách nhiệm của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong vụ việc trên, ông Nhưỡng cho rằng rất khó quy trách nhiệm cho đơn vị nào đó vì chưa rõ ràng. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết, tôi cho rằng hiện không thể đổ lỗi ngay cho Tổng cục Du lịch hay chính quyền địa phương đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên được, bởi vì không ai đi khuyến khích việc người dân bỏ trốn bất hợp pháp như thế cả. Người dân lợi dụng du lịch, thậm chí lợi dụng cả chính sách của nhà nước là thăm thân nhân để bỏ trốn ra nước ngoài thì cần phải xem xét đánh giá đầy đủ và khách quan, từ đó đi đến tháo gỡ câu chuyện này. Đây không phải là lúc đổ lỗi, chỉ khi phát hiện một cơ quan nào đó sai phạm trong vụ việc này như có dấu hiệu hành vi dung túng, bao che, đưa người dân đi ra nước ngoài bất hợp, nghĩa là có chứng cứ thì mới xử lý được. Còn trong vụ việc này thì rất khó quy trách nhiệm cho đơn vị nào đó vì tất cả còn chưa rõ ràng, ông Nhưỡng nhận xét. Trên thực tế, việc người Việt lợi dụng đi du lịch rồi bỏ trốn tại Đài Loan không phải bây giờ mới xảy ra. Trong những năm gần đây, việc các cá nhân tổ chức lợi dụng đi du lịch rồi đưa các lao động trong nước xuất cảnh trái phép sang Đài Loan là khá phổ biến. Vụ việc gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá một đường dây đưa người Việt xuất cảnh trái phép sang Đài Loan do Triệu Hồng Quân, 28 tuổi, trú tại khu 7, xã Phú Hồ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều hành. Theo lời khai của Quân, tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã 8 lần đưa trót lọt 88 người từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam xuất cảnh trái phép sang Đài Loan dưới vỏ bọc khách đi du lịch. Đáng chú ý, trong đường dây này có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, thực hiện việc giao dịch bằng điện thoại và mạng xã hội, thu hút được số đối tượng là người Việt Nam từng sang Đài Loan lao động đã bị trục xuất trở về nước.
Ngoài ra, theo thỏa thuận, đối tượng người Đài Loan sẽ thu 5.000 USD trên một người, còn ở Việt Nam, quân thu của các du khách Việt bao nhiêu thì tùy ý. Vợ chồng đồng nát nghèo trả lại 10 cây vàng cho người đánh rơi. Quý vị thính giả thân mến, sau khi trả lại 10 cây vàng cho người mất, vợ chồng anh Bắc được nhiều người dân tin tưởng bán phế liệu với giá rẻ. Anh Bắc kể, năm 2013, sau khi tìm thấy vàng, đôi vợ chồng ở cùng xã đã hai lần tìm đến nhà anh đưa vàng và tiền để cảm ơn gia đình anh. Anh đều từ chối không nhận. Anh Bắc nói, đến giờ chúng tôi vẫn nói với mọi người, chuyện trả lại tiền vàng nhặt được không có gì to tát, ai nhặt được cũng sẽ làm như nhà tôi thôi. Thêm nữa làm được việc tốt cũng coi như là tích phúc đức cho con cái, người thân trong gia đình. Sau khi nghe câu chuyện của vợ chồng anh Bắc, bà con lối xóm kéo đến nhà anh hỏi thăm, ai cũng ngợi khen tấm lòng thật thà, nhân hậu của đôi vợ chồng trẻ. Sau thời gian đó thì chính quyền địa phương biết chuyện cũng tặng bằng khen, người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2013 cho chị Thuận. Anh Bắc cho hay câu chuyện vợ chồng anh nhặt được vàng được người dân khắp vùng đồn thổi. Mỗi ngày đi gom hàng, mọi người đều nhận ra vợ chồng anh, có người xúm lại hỏi thăm, có người nhìn vợ chồng anh rồi cười tươi không nói gì. Anh Bắc khoe, nhưng vui nhất là vợ chồng tôi đi ra đường, luôn được bà con lối xóm quý mến. Nhiều lần chúng tôi đi mua hàng, người dân bán phế liệu lại cho giá rẻ. Có nhà còn gom phế liệu lại chỉ chờ bán lại cho tôi, thậm chí có người khi bán phế liệu thấy ít không lấy tiền. Anh Bắc cho hay, vợ chồng anh làm công việc buôn bán phế liệu đã 10 năm nay rồi. Tiếng là chủ vựa nhưng quy mô nhỏ đến mức chỉ có hai vợ chồng tự mua tự phân loại, chứ không quy tập được đội quân vài chục người thu gom, bỏ mối như các ông chủ khác. Anh Bắc nói, mỗi tháng hai vợ chồng tôi cũng thu nhập được khoảng 5-6 triệu đồng. Số tiền ấy cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai đứa con ăn học. Lập gia đình sớm không học hành đến nơi đến chốn, nên chúng tôi phải chấp nhận và xác định gắn bó với nghề, thu mua phế liệu đến cuối đời. Nhắc lại thời điểm tìm thấy 10 cây vàng, anh Bắc kể, hôm đó khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2013 âm lịch, anh Bắc làm công việc phân loại phế liệu. Khi đang làm, anh Bắc thấy trong đống giấy bìa các tông rơi ra một túi bóng cũ, bên trong có chiếc khăn mặt ngã màu cuộn tròn. Anh Bắc nhớ lại, tiện tay tôi dỡ túi ra thì thấy có một số vàng lớn và có hai hộp màu vàng. Tôi mở tiếp hộp màu vàng ra thì thấy một hộp có dây chuyền vàng 5 chỉ, một hộp có hai nhẫn 4 chỉ. Sau một lúc ngạc nhiên kiểm tra lại có cả giấy tờ mua bán vàng viết tay nên tôi mới dám tin làm vàng thật. Sau đó tôi cất toàn bộ số vàng vào trong nhà và không nói với ai hết. Khoảng 10 ngày sau, anh Bắc đem câu chuyện tìm thấy vàng ở đống bìa cạc tôn kể với vợ. Sau đó hai vợ chồng bằng cách đem trả số vàng cho người đã mất. Nhưng nghĩ mãi vợ chồng anh Bắc không biết ai là chủ nhân số vàng. Một tháng sau khi nhặt được vàng, có đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi đến nhà anh Bắc, mắt cứ ngó chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Anh Bắc hỏi tìm gì thì họ bảo tìm vàng. Người phụ nữ lạ mặt khắc khổ nói trong nước mắt. Khổ quá, em có hơn 10 cây vàng để vào thùng giấy cạc tôn vỏ tủ lạnh. Tháng trước ở nhà chồng không biết nên đã đem bán đồng nát mất. Thế là anh Bắc dò hỏi thì đôi vợ chồng là kể chi tiết số vàng mất, cách gói vàng bỏ vào khăn như nào. Sau một hồi thấy đúng, vợ chồng anh Bắc đã thông tin là vô tình thấy số vàng đó và trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng nọ. Anh Bắc thông tin thêm, hiện tại cuộc sống gia đình anh cũng đỡ vất vả hơn trước. Cậu con trai lớn của gia đình đã học xong đại học ra trường và chuẩn bị đi làm. Còn cậu con trai thứ hai đang học lớp 8, biết phụ giúp bố mẹ công việc gia đình lúc bố mẹ. Đang đào đường, bất ngờ vớ chiếc nhẫn quý 2.000 năm tuổi. Một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi vừa được tìm thấy trong khi đào một con đường lát đá dẫn đến núi Đền, một ngọn đồi tại thành phố cổ Jerusalem, Israel. Chiếc nhẫn quý này được tìm thấy trong một bồn tắm dùng cho nghi lễ và nghi rằng đã bị tuột khỏi ngón tay ai đó hoặc bị lãng quên. Các nhà khảo cổ khai quật khu vực City of David cho biết, cụ thể, chiếc nhẫn đã bị ăn mòn và có một viên đá màu xanh lam gắn bên trên được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ của cơ quan cổ vật Israel. Những người đang đào dọc theo con đường lát đá hay còn gọi là con đường hành hương đến núi đền. Theo tỷ lệ kích cỡ bàn tay ngày nay, chiếc nhẫn có thể phù hợp với ngón út phụ nữ. Chiếc nhẫn này không phải là cổ vật quý giá đầu tiên được tìm thấy trong cuộc khai quật ở khu vực City of David phía nam núi đền. Hồi tháng 8, các nhà khảo cổ học đã khai quật bên dưới bãi đậu xe Givati cũ tại đây và tìm thấy một chiếc khuyên tai bằng vàng từ thời Hy Lạp vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 trước công nguyên. Chiếc bông tai được làm từ sừng của một con vật nào đó.
Cách trang trí và chất lượng của nó khiến họ cho rằng chiếc khuyên tai đã từng thuộc về một người nào đó trong giới thượng lưu của Jerusalem. Tuy nhiên, đó không phải là chiếc khuyên tai hạng sang đầu tiên xuất hiện ở bãi đậu xe này. Hồi năm 2008, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy một chiếc bông tai bằng vàng được chạm khắc tinh xảo với một viên ngọc trai cỡ lớn và ngọc lục bảo. Chiếc bông tai này có niên đại khá sớm, vào khoảng 2.200 năm trước trong thời đại La Mã. Cũng trong khoảng thời gian đó, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một kho báu gồm 264 đồng tiền vàng Byzantine, có niên đại trong khoảng năm 613, ngay trước khi quân đội Ba Tư chiến đấu đánh bại đế quốc Byzantine với sự giúp đỡ của lính đánh thuê Do Thái. Vào năm 2016, ông René Reich đến từ Đại học Haifa cũng báo cáo về việc tìm thấy những chiếc nồi còn nguyên vẹn bên dưới những bậc thang trong một kênh thoát nước mưa ra khỏi thành phố. Ngoài ra, cũng trong năm 2016, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một vật phẩm thậm chí còn cổ hơn ở City of David, một lá bùa từ cuối thời đại đồ đồng có niên đại hơn 3.200 năm tuổi, mang tên của nhà cai trị Ai Cập Thutmose III, Pharaoh của triều đại thứ 18.